Anh em à, thì mình chuẩn bị ship bơm cho một khách nè. Bơm thì mình có hai cây đời 2018 mới về vừa tới luôn nha mọi người. Thì tụm gài mình đi Campuchia thì nó dơ, mình cũng có quay sơ cho khách thầy ở khách phân hồi. Giờ mình sẽ lau mọi người, lau cho nó sạch sạch bớt, lau ra là nó sẽ bơm muốn ngờ vậy nè mọi người. Thấy bơm về dơ quá thì kỳ, tại vì máy bên bển nó chạy nó không cửa mọi người, đất còn sình không luôn vậy đó. Lao ra là nó sạch sẽ. Thì anh em nào cần bơm 70 á thì cứ liên hệ với mình nha mọi người. Mình thì hiện tại cũng còn cây cũng 2018 cũng giống vậy nữa nha. Mình về được 2 cụm, còn anh em muốn mua 688 cũng liên hệ với mình, giá 688 thì rẻ hơn bơm 70 nhiều nha mọi người. 688 thì nhà mình còn mấy cụm lận, thì anh em muốn xài cái mặt hàng nào anh em xài. Còn bơm 70 thì nó cao hơn, bơm 70 thì trên thị trường nó ít hơn nha mọi người. Bơm 688 thì nhiều lắm, xe tám thì ở ngoài ngoài á nhiều lắm. Còn 70 đúng chắc 70 á thì nó ít lắm nha mọi người. Trời ơi, nó đóng sình rồi. Nói chung mình lao sơ sơ chứ không ăn này thôi. À, đây về luôn trời. Trẻ là nguyên chất luôn. À, nó sạch sẽ như nào mọi người, hai cốt đẹp nha mọi người. Cốt thì ok hết, cốt dày dặn hết. Bơm 70 á thì thường thường cốt á, nó sẽ không còn là đẹp như bơm 688 nữa nha mọi người, đa số là vậy luôn. Tại vì bơm 70 á, thường thường nó sẽ chạy nhiều hơn bơm 688. Bơm thì nó 70 thì nó sử dụng ở Campuchia nhiều rồi, còn bơm 688 á, nó sử dụng ở Trung Quốc nha mọi người. Nó khác nhau sơ cho mọi người. Với mình sẽ nói luôn một cái chiêu trò lừa gạt nha mọi người. Thì anh em nào buôn bán ông bưu điện á, như mình nè, buôn bán nhiều quá, ông bưu điện quá trời á, thì nó sẽ biết thông tin cá nhân của mình, nó sẽ điện nói là kiểu như anh có gửi một cái bưu phẩm nào á là cái hàng cấm của quốc gia á, hiện tại bị bắt ở cái địa phương bảo hiểm là địa phương Hải Dương gì đó, mà mình chợt nhớ mình đâu có gửi ra Hải Dương gì đâu, mình sợ là người ta tưởng nhầm là bơm HST này nè, thành chép bơm chứ bơm á, nên mình cũng hỏi kỹ lại. Nhưng mà cuối cùng á thì nó đòi tiền nha mọi người. Đâu, anh phải tranh thủ gửi số tiền đó để tôi nhà nước kiện, là nó giả bộ là làm công an luôn nha mọi người đó. Thì bắt đầu vừa nhắc tới tiền là mình biết rồi, tại vì mình là đâu có liên quan gì tới hàng cấm quốc gia gì đâu, mà nói hàng cấm quốc gia là mình nghi liền, là mình hô hô rồi bắt đầu mình mới nói là hôm muốn kiện gì là kiện đi đó. Chứ thật ra thì thôi, công chuyện nhiều quá rồi, cái không có kịp lao luôn trời, không kịp vệ sinh rửa chùi gì chứ. Nói chung là bơm đẹp nha, đẹp đang can luôn á. Mấy cái bơm này thì nó hơi về chạy chỗ một chút, tại vì mình để trong thùng vận chuyển á mọi người, thì nó hơi có chạy chạy chút đỉnh, mình cố gắng kỹ lắm nhưng mà nó vẫn có chạy nha mọi người, nó không thể nào là ngon lành hết được 100% hết, không chạy ít cũng chạy nhiều. Nhưng mà bơm 70 á thì nó chắc vậy rồi đó, dài ra thì nó xanh lên thôi. Bơm này khô ráo, có thiết gì là không có bị xì, do mình vận chuyển để trong thùng á, nó nghiêng qua nghiêng lại nó chảy nhớt ngang ra nha mọi người. Bơm này là quá ok rồi, thì nó đóng tùm lum hết trơn, nó còn luôn.
bơm này á thì thường thường bơm 70 thì mình bao chạy cho anh em nha, mua em bao chạy cho anh em tháng một đổi một, trong qua vụ sau mà nếu có yếu gì á thì mình sẽ làm lại miễn phí, nhưng là trở thành bơm bung nha mọi người, chứ không có nghiêm, tại vì bơm 70 nói chung là mình mua ở bển á thì cũng chẳng biết là nó chạy nhiều hay ít giờ gì đó. Nói chung nhầm cái thì bán tới giờ chưa có cái nào làm lại luôn. Nhầm cái thì cũng có làm nha mọi người, nhất là bơm 68 á, bán nó chạy thời gian nó yếu là mình làm lại, còn bơm 70 thì hiện tại nó có số lượng ít à. Nó không có nhiều bằng 68 nữa nên mình bán á, nên cũng có số nó bị yếu á mọi người, phải làm lại. Thì rảnh thì mình kể cho mọi người đó. Rồi tầm gà mọi người mà đi mà liên hệ với mình không được á, do mình cũng sang cam á mọi người, nên mình không có nghe điện thoại được, qua bên cam á là cái sóng mình là nghe không được nha mọi người. Có một số anh thì đi cam chuyên á thì người ta sẽ đăng ký, còn mình thì không có đăng ký, cái đăng bộng như nhất quá trời đẹp. Bơm này thì bà hôm mình có lên máy thử luôn á, bả này ngang rồi chạy ok lắm. Thì anh em cần thì cứ liên hệ với mình nha. Đó, 88 nè, máy đầu ốc nè, để mình quay lại sơ rồi cho mọi người xem, quá trời đẹp luôn, nước sơn cái gì bịch hả nha mọi người. Nó khác 688, để hai cái bơm gần nhau nhìn ra liền. Bơm này thì mình nè, tháo rồi ngon lành. Quay nó còn hơi ẹt ẹt nó luôn. Đây mình có đây, hồi mình phải coi có cái ấy gì. Nói chung quá ok rồi, nên mình tạm dừng video tại đây nha mọi người, để mình đóng hàng, mình chuẩn bị về chổng mình đi lên cái máy mình mới mua cho khách nữa. Thì anh kêu làm lại hộp số, anh mua ghim ba cục mà anh kêu mình làm lại hộp số, thì mình sẽ tranh thủ mình đi làm lại hộp số cho anh nha mọi người. Mình làm thì mình ăn công thêm, còn tiền giặt anh mua được cái máy á, thì mua được máy á, thì mình lấy 2 triệu nha mọi người. Anh em nào muốn mua máy á, thì cứ liên hệ với mình. Đó. Mua máy thì mình sẽ lấy 2 triệu tiền công mình dắt anh em đi mua. Còn nếu không mua, anh em mua đi với mình mà mua không được á, thì chỉ mình lấy tiền xăng rước đưa rước anh em thôi nha anh em. Đâu đó rõ ràng mình là vậy đó. Quá trời đẹp luôn, quét tới đâu là đẹp tới đó. Qua camera mình thì nó không còn được như trong ấy nữa nha mọi người, nhưng mà rất là đẹp. Rồi cái video này mình xin tạm dừng tại đây nha mọi người, có nhu cầu thì liên hệ với mình sẽ để số điện thoại ở dưới màn hình. Chào biệt anh em tại video này nha, hẹn gặp lại video sau mình sẽ đăng lên cái quá trình mình đi cam nha mọi người, tiếp tục là đi cam thì mình có video rồi nhưng mà mình chưa đăng, thì mà anh em chờ cái video sau nha. Có một số máy đang ở bên cam đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ xem video đó, có thích máy nào thì liên hệ với mình nha.